Kết hôn 2 năm không thèm nhìn mặt vợ mình một lần, sau ly hôn tổng tài đến tìm vợ cũ để nhờ chữa trị cho bạn gái. Hôm nay chính là ngày ly hôn của hai người, nhưng Chu Bắc Thâm vẫn không hề xuất hiện. Anh ta sai người đến đưa Khương Vãn Vãn một tấm thẻ coi như đền bù 2 năm thanh xuân dành cho cuộc hôn nhân này. Nhưng cô lạnh lùng từ chối, nói rằng cô không hề thiếu tiền rồi rời đi ngay lập tức. Đi ra khỏi tòa án, Khương Vãn Vãn gặp người anh kết nghĩa của mình. Anh rất vui khi cô chấm dứt được cuộc hôn nhân này. Còn nói đáng lẽ ngay từ đầu hai người họ không nên kết hôn làm gì. Nhưng đây chính là di nguyện của ông nội nên cô không muốn ông phải suy nghĩ gì nhiều nên mới đồng ý. Anh ta thấy thế liền nửa đùa nửa thật, cũng không biết làm sao lúc đó ông nội lại gả em cho tên khốn Chu Bắc Thâm. Dù Vãn Vãn của chúng ta phải lấy chồng thì gả cho anh vẫn tốt hơn, mặc dù là anh em nhưng chúng ta đâu có mối quan hệ huyết thống. Nhưng Khương Vãn Vãn không nghĩ vậy, từ lâu cô đã luôn coi anh như người trong nhà nên không thể phát sinh bất cứ thứ tình cảm nào khác. Anh thấy thế cũng không nhắc chuyện này nữa, liền hỏi han cô về dự định tương lai. Vãn Vãn nói với anh rằng cô sẽ quay trở lại bệnh viện làm, dù sao cô cũng là một bác sĩ nổi tiếng nên 2 năm vắng bóng chắc cũng chẳng ảnh hưởng đến tay nghề. Chuyển cảnh, Phó Bắc Thâm ở bên này được cấp dưới thông báo rằng vợ cũ của anh đã ký vào thỏa thuận ly hôn nhưng lại từ chối nhận tiền của Phó Thị. Anh nghe thấy thế nghĩ rằng cô đang cố tỏ ra thanh cao, nhưng vì chẳng muốn mắc nợ ai nên anh đã bảo trợ lý sang tên một căn nhà ở trung tâm cho cô. Anh trợ lý cũng thông báo cho Phó Bắc Thâm một tin vui, bác sĩ Khương mà họ tìm kiếm 2 năm nay đã xuất hiện, hiện tại đang trong bệnh viện của thành phố làm trưởng khoa ngoại thần kinh. Nghe thấy thế, Phó Bắc Thâm tỏ ra mừng rỡ, nhanh chóng cùng trợ lý đi tới bệnh viện. Tại bệnh viện, có một ông lão trong tình trạng xuất huyết não do tai nạn đang được đẩy vào Khương Vãn Vãn liền nhanh chóng chạy tới kiểm tra. Sau đó nhanh chóng báo y tá mau chuẩn bị phòng và đồ đạc để phẫu thuật khẩn cấp. Thấy cô vẫn còn trẻ tuổi, người vợ bệnh nhân đi cùng không tin tưởng, nhất quyết không để cô phẫu thuật, yêu cầu mau gọi viện trưởng đến. Khương Vãn Vãn vội vàng giải thích, ca cấp cứu này cô hoàn toàn có thể xử lý được, với lại bệnh nhân cũng đang trong tình trạng nguy kịch cần kịp thời chữa trị. Nhưng bà ta vẫn không nghe lời cô nói còn dùng tay đẩy Khương Vãn Vãn. Đúng lúc này Chu Bắc Thâm xuất hiện, đỡ lấy cô từ đằng sau. Anh lạnh lùng nói với bà vợ rằng anh sẽ bảo đảm cho cuộc phẫu thuật này, nếu có xảy ra bất cứ vấn đề gì tất cả đền bù sẽ do Chu Thị gánh vác. Lúc này bà ta mới cho nhóm y tá đẩy người vào trong phòng phẫu thuật. Khương Vãn Vãn nhận ra chồng cũ thì rất ngạc nhiên, không hiểu sao anh ta lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn không hề nhận ra cô mà chào hỏi rất khách sáo. Cũng đúng thôi, dù họ có là vợ chồng, nhưng mới chỉ gặp nhau duy nhất một lần trong đám cưới mà hôm đó anh ta cũng chẳng thèm quan tâm đến cô, nên không nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Cô liền tỏ vẻ không quan tâm tới anh ta rồi nhanh chóng rời đi. Đúng như dự đoán, ca phẫu thuật diễn ra rất thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, Chu Bắc Thâm cũng xuất hiện trước phòng phẫu thuật. Thấy cô đi ra, anh liền tiến đến nói với cô rằng bệnh của Trịnh Duyệt Duyệt đã chữa trị được 2 năm nhưng không khỏi, nghe nói cô là một bác sĩ có tiếng nhờ chữa bệnh cho cô ta. Khương Vãn Vãn nhìn anh nhủ thầm, hóa ra 2 năm kết hôn anh ta không hề quan tâm vợ một chút nào mà ngày ngày ở bên cung phụng người phụ nữ khác, liền từ chối ngay lập tức. Cô đã là bác sĩ của viện này, không thể đi chữa bệnh ở lung tung được. Sau đó, Chu Bắc Thâm quay về phòng bệnh của Trịnh Duyệt Duyệt để xem tình hình. Cô ta dở giọng trà xanh bảo nếu không mời được bác sĩ Khương thì thôi, cô ta cũng không muốn anh vì mình mà phải cúi đầu trước ai cả. Nhưng Chu Bắc Thâm lại mang một mối nợ ân tình rất lớn với nhà họ Trịnh. Anh trai của Trịnh Duyệt Duyệt đã đỡ hộ một dao cho Chu Bắc Thâm, nếu không anh đã không có cuộc sống như ngày hôm nay. Vì Khương Vãn Vãn không chịu đồng ý khám chữa bên ngoài, Chu Bắc Thâm chỉ còn cách đưa Trịnh Duyệt Duyệt đến bệnh viện cô đang công tác và yêu cầu cô sẽ là bác sĩ chính trong ca phẫu thuật. Khương Vãn Vãn cảm thấy rất khó hiểu, tại sao Chu Bắc Thâm cứ nhất quyết muốn cô chữa trị cho Trịnh Duyệt Duyệt. Anh nói với cô rằng vì cô chính là bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực này, hơn nữa suốt những năm qua Trịnh Duyệt Duyệt đã chữa khắp nơi nhưng bệnh tình vẫn tái phát. Thấy thế Vãn Vãn liền ra điều kiện rằng cô đang chuẩn bị xây dựng một phòng thí nghiệm nên bây giờ rất cần vốn và trang thiết bị, thêm nữa thì bệnh viện cũng cần phòng phẫu thuật mới. Chu Bắc Thâm nhanh chóng đồng ý với tất cả yêu cầu của cô, còn nói thêm giá nào cũng được chỉ cần cứu được Trịnh Duyệt Duyệt vì cô ta rất quan trọng. Khương Vãn Vãn trong lòng bỗng có một chút ghen tuông chua xót. 2 năm kết hôn đến cả mặt cô anh còn không biết, vậy mà chỉ để phẫu thuật cho Trịnh Duyệt Duyệt thì anh ta có thể trả bất cứ cái giá nào, liền tức giận rời đi. Bên này, ban giám đốc đã mở một bữa tiệc nhỏ chào mừng sự trở lại của Khương Vãn Vãn, bên cạnh đó cũng ăn mừng khi nhận được những tài trợ to lớn cho viện của Chu Bắc Thâm. Mọi người cùng nhau nâng ly, vì là một bác sĩ chuyên phụ trách mổ chính nên Khương Vãn Vãn không uống rượu, thay vào đó là trà, sau đó cũng nhanh chóng tìm cớ xin phép ra ngoài. Đám nhân viên thấy thế liền trách cô là tỏ vẻ thanh cao, bệnh viện được khuyên góp chắc gì do cô ta. Một tên khác thấy thế thì nói rất có thể do cô ta chứ, ví dụ như hầu hạ Chu tổng chu đáo chẳng hạn. Bác sĩ Lý đột nhiên đập bàn đứng dậy cảnh cáo nhóm người rồi vội vàng đuổi theo Khương Vãn Vãn. Anh ta ngại ngùng hỏi cô có bạn trai chưa, định tiến tới nhưng khi biết Vãn Vãn vừa ly dị liền ngượng ngùng bỏ chạy. Chu Bắc Thâm đứng một bên nghe cuộc trò chuyện, cười khẩy bảo cô thật biết cách từ chối. Khương Vãn Vãn tức giận nói liên quan gì tới anh. Chu Bắc Thâm nhắc nhở cô hãy chuẩn bị tinh thần tốt để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới, nhưng Khương Vãn Vãn vẫn lạnh lùng từ chối. Chu Bắc Thâm tức giận, điều kiện cô đưa ra anh cũng đã làm tất cả, rốt cục là muốn gì?
anh nghi ngờ hay chính mình đã làm gì có lỗi với Khương Vãn Vãn, mặc dù họ chưa gặp nhau bao giờ. Khương Vãn Vãn trở về phòng làm việc xem hồ sơ bệnh án Trịnh Duyệt Duyệt, bỗng nhiên có điện thoại của y tá gọi đến, thông báo rằng Trịnh Duyệt Duyệt đang phát bệnh, tình trạng rất nguy cấp. Cô không kịp suy nghĩ gì thêm liền chạy ngay tới lao vào phòng phẫu thuật. Chu Bắc Thâm thì lo lắng đi lại bên ngoài. Một lát sau y tá bước ra thông báo ca phẫu thuật đã thành công, Trịnh Duyệt Duyệt đã được đến phòng hồi sức. Khương Vãn Vãn cũng bước ra, thấy anh vẫn còn ở đó liền nói ca phẫu thuật cô cũng đã hoàn thành rồi, mong đây là lần cuối hai người họ gặp nhau, rồi lạnh lùng rời đi. Chu Bắc Thâm đang đứng sững người vì thái độ lạnh nhạt của Vãn Vãn thì trợ lý bước tới gần thông báo tình hình Trịnh Duyệt Duyệt. Anh hỏi Ngô Tiêu có thấy Khương Vãn Vãn có ác cảm với mình không. Anh trợ lý cười cười bảo con gái thường rất hay ra chiêu lật mềm buộc chặt với người mình thích. Chu Bắc Thâm nghe thấy thế gạt tay vẻ vớ vẩn rời đi. Khương Vãn Vãn tới phòng bệnh Trịnh Duyệt Duyệt xem xét tình trạng sức khỏe sau phẫu thuật của cô ta. Trịnh Duyệt Duyệt hết lời cảm ơn còn muốn giới thiệu người yêu cho cô. Hỏi cô thấy Chu Bắc Thâm thế nào. Đúng lúc này anh cũng bước vào. Khương Vãn Vãn liếc nhìn anh một cái quay lại nói với Trịnh Duyệt Duyệt, gu của tôi rất đơn giản, chỉ cần không mang họ Chu là được. Trịnh Duyệt Duyệt nói dù Chu Bắc Thâm đã kết hôn nhưng vợ ở quê thô bỉ tư duy khác nhau. Khương Vãn Vãn hỏi Chu Bắc Thâm có thấy thế. Chu Bắc Thâm ca hợp. Khương Vãn Vãn nói thật buồn thay cho vợ cũ anh. Rời đi, Chu Bắc Thâm đuổi theo kéo tay hỏi tại sao tức giận vì kết hôn sao. Sao phải quy tâm. Trịnh Duyệt Duyệt còn phản pháo. Nói đến Trịnh Duyệt Duyệt làm gì, vì sao giận, thấy khổ thân vợ cũ đã ly hôn rồi vẫn bị nói sau lưng. Ban đầu là bị ông nội ép cưới, Trịnh Duyệt Duyệt bất bình thay. Tuy chưa gặp Chu Bắc Thâm thấy cô ấy là một người tốt, chẳng qua do hai người không hợp. Khương Vãn Vãn chua xót, 2 năm chịu đựng chỉ nhận lại được từ người tốt. Rời đi, Chu Bắc Thâm nói lạt mềm buộc chặt cũng phải dừng đúng lúc. Mờ bị điên à, đi khám đi. Thái độ kiên quyết như vậy có phải đắc tội gì rồi không? Trợ lý mau đi điều tra những năm mất tích của Khương Vãn Vãn. Sau khi nghe tin Khương Vãn Vãn và bạn trai chia tay, Giang Điểm từ nước ngoài về thăm cô bạn thân. Cô muốn biết vì lý do gì mà Khương Vãn Vãn cứu ả trà xanh Trịnh Duyệt Duyệt. Khương Vãn Vãn giải thích rằng vì anh ta đưa ra rất nhiều lợi ích to lớn cho bệnh viện nên cô mới làm như vậy. Giang Điểm nghe vậy liền nói cô bạn là đồ ngốc. Nếu là Khương Vãn Vãn cô sẽ đấm Chu Bắc Thâm một trận để cho anh ta biết mình sai. Lúc này, Chu Bắc Thâm bất ngờ xuất hiện và hỏi Giang Điểm rằng mình đã làm chuyện gì khiến cô ghét anh đến thế. Anh ta nhận ra mặt cô và hỏi cô có phải là Giang Điểm là con gái của Giang Hướng Đông, một đối tác kinh doanh của anh ta hay không. Anh ta sẽ nhớ kỹ mặt cô đó. Giang Điểm sợ hãi không biết anh ta có ý định trả thù công ty của bố mình hay không. Khương Vãn Vãn an ủi cô bạn và nói rằng Chu Bắc Thâm không phải là người xấu như cô nghĩ đâu. Sau đó hai người liền trở về nhà Vãn Vãn. Lúc đóng cửa cô vô cùng ngạc nhiên Chu Bắc Thâm thế mà lại là chủ căn nhà đối diện cô. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Giang Điểm nghi ngờ hỏi Khương Vãn Vãn tại sao Chu Bắc Thâm không nhận ra cô. Khương Vãn Vãn nói rằng mặc dù họ đã kết hôn 2 năm nhưng Chu Bắc Thâm chưa từng nhìn cô một lần, làm sao nhận ra được. Giang Điểm suy nghĩ rằng không biết anh ta nhận ra vợ cũ của mình chính là Khương Vãn Vãn thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Có lẽ hai người vẫn còn duyên nợ chăng, hay Khương Vãn Vãn thử nối lại tình xưa xem sao. Vãn Vãn thấy cô bạn nói nhảm liền lấy gối đánh vào người Giang Điểm. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại của Giang Điểm reo lên. Thư ký của Giang Thị thông báo rằng tất cả hợp đồng với Chu Thị đã bị từ chối ký kết. Giang Điểm biết tin thì rất hoang mang, chỉ biết trách mình lúc nãy đã lỡ lời chọc giận đến Chu Bắc Thâm. Khương Vãn Vãn thấy thế thì tức giận, kéo Giang Điểm tới Chu Thị nói lý lẽ, nhưng đã bị chặn lại bên ngoài. Hóa ra Chu Bắc Thâm dừng toàn bộ hợp tác với Giang Thị là để ký kết hợp đồng mới với Trịnh Thị. Khương Vãn Vãn biết được thì càng tức giận, hóa ra mọi chuyện anh làm đều là vì Trịnh Duyệt Duyệt. Cô không bỏ cuộc gọi cho Chu lão ra chính là ông nội của Chu Bắc Thâm nhờ ông đứng ra giải quyết. Trợ lý ngay lập tức nhận được một cuộc điện thoại sau đó báo Chu Bắc Thâm rằng ông nội anh gọi về nhà gặp có việc cần bàn về hợp đồng với Giang Thị. Chu Bắc Thâm nghi hoặc tưởng Giang Điểm chính là người đã đến gặp ông nội mình. Anh rất nghi ngờ không biết là cô có quan hệ và thế lực nào mà có thể liên lạc được với Chu lão gia. Ở bên này, ông nội của Chu Bắc Thâm hết mực yêu chiều đứa cháu dâu Khương Vãn Vãn. Ông nói với cô dù đã ly hôn, nhưng Vãn Vãn vẫn là đứa cháu gái mà ông yêu nhất. Còn nói rằng hai người ly hôn là do chưa tìm hiểu kỹ nhau, nhân tiện đây ông sẽ tạo cơ hội cho hai người, biết đâu lại có thể quay lại được với nhau. Khương Vãn Vãn chỉ biết cười trừ, mục đích của cô tới đây chỉ muốn giúp Giang Điểm chứ không hề muốn gặp lại Chu Bắc Thâm. Đang trò chuyện vui vẻ với ông thì giúp việc chạy vào thông báo xe của Chu Bắc Thâm đã đi vào cổng. Vãn Vãn sợ anh nhìn thấy mình ở đây rồi nhận ra liền định rời đi nhưng bị ông nội ngăn lại. Cánh cửa lúc này cũng mở ra. Khương Vãn Vãn nhắm mắt hồi hộp nhưng người bước vào lại là trợ lý bước vào. Nói Chu Bắc Thâm bận không tới được. Ông nội tức giận lớn tiếng trách móc không biết là tiện nhân Trịnh Duyệt Duyệt đã cho Chu Bắc Thâm ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến anh ta không quan tâm lời của ông nữa. Khương Vãn Vãn liền an ủi ông chắc là do có câu chuyện gì bận nên Chu Bắc Thâm mới không tới. Hóa ra những lời ông nội nói là chính xác, khi Chu Bắc Thâm định quay về nhà với ông nội thì Trịnh Duyệt Duyệt đã gọi tới và nói sức khỏe của mình đang gặp vấn đề. Nhưng khi tới nơi Chu Bắc Thâm nhận ra là cô ta đang nói dối định rời đi thì bị Duyệt Duyệt ôm từ đằng sau níu kéo. Nhưng tình cảm Chu Bắc Thâm dành cho cô chỉ là lòng biết ơn vì chính anh trai cô đã cứu mình một mạng, thế nên Chu Bắc Thâm đã gạt tay cô ra rồi rời đi. Lúc này,
bố của Trịnh Duyệt Duyệt từ trong phòng cũng bước ra trách con gái mình không giữ chặt Chu Bắc Thâm. Ông ta căn dặn Trịnh Duyệt Duyệt phải tìm mọi cách để có thể trở thành phu nhân của tập đoàn Chu Thị, chỉ có như vậy mới giúp Trịnh Thị càng ngày càng phát triển. Chu Bắc Thâm quay trở về phòng của mình, Khương Vãn Vãn đã chờ anh ở đây ngăn anh đóng cửa lại. Cô thẳng thắn xin lỗi anh thay Giang Điểm, cô mong anh đừng vì một vài chuyện nhỏ mà để ảnh hưởng đến danh tiếng của chính Chu Thị. Chu Bắc Thâm không nhịn được trêu chọc cô, không hiểu sao một người bác sĩ nổi tiếng như vậy, hơn nữa còn rất ghét tôi lại vì Giang Điểm của tập đoàn Giang Thị đến đây xin lỗi. Nhưng việc tôi ngừng hợp tác với Giang Thị là điều đã có tính toán từ lâu chứ không phải vì những lời nói bốc đồng của Giang Điểm. Chu Bắc Thâm còn nói thêm Khương Vãn cô không cần lo cho Giang Điểm, bởi bản lĩnh của cô ta không hề nhỏ. Cô ta đã đến trực tiếp tìm ông nội tôi nhưng rất tiếc tôi không nghe ông nội đâu. Hóa ra Chu Bắc Thâm hiểu nhầm người đến tìm ông nội là Giang Điểm. Khương Vãn Vãn nghe anh nói vậy thì không còn cách nào khác đành mang bệnh của Trịnh Duyệt Duyệt ra uy hiếp. Nhưng Chu Bắc Thâm liền cảnh cáo cô, tất cả những yêu cầu mà cô đề ra anh đã thực hiện, mong cô hãy công tư phân minh. Thấy không nhờ vả được Chu Bắc Thâm, Khương Vãn Vãn liền tìm tới người anh kết nghĩa của mình. Dư Kiêu vì có những mối quan hệ rộng lớn trên thương trường rất nhanh đã có thể xử lý khủng hoảng, cứ ra ra một bài thua trông thấy để cảm ơn Khương Vãn Vãn đã mời anh một bữa thật hoành tráng, nhưng không lại gặp Chu Bắc Thâm và Trịnh Duyệt Duyệt ở đây. Trịnh Duyệt Duyệt tỏ vẻ trà xanh nói hóa ra bác sĩ Khương đã có bạn trai, nhìn hai người thật đẹp đôi, chả trách mà không cần cô giới thiệu. Chu Bắc Thâm nhìn qua một lượt rồi lên tiếng tưởng ai, hóa ra là Dư tổng của tập đoàn Ninh Cảng, thông minh ưu tú rất hợp với bác sĩ Khương đây. Dư Kiêu cũng đáp lời làm sao mà sánh bằng với Chu tổng, vừa ly hôn đã có ngay một người khác ở bên cạnh, không phải vì cô gái này mà ly hôn đấy chứ. Trịnh Duyệt Duyệt thấy thế liền cho trẻ khoác lấy tay Chu Bắc Thâm như để đánh dấu chủ quyền. Thấy tình hình càng ngày càng trở lên căng thẳng, Khương Vãn Vãn liền muốn kéo Dư Kiêu rời đi, nhưng Trịnh Duyệt Duyệt đã kéo tay ngăn cô lại. Cô ta nghi vấn hỏi nghe nói người yêu của Dư tổng không phải là bác sĩ, vậy mối quan hệ của hai người có phải là đang lén lút hay không? Dư Kiêu hất tay Trịnh Duyệt Duyệt nhắc cô đừng có xía mũi vào chuyện người khác. Nhìn bóng lưng của hai người rời đi, Trịnh Duyệt Duyệt cười khinh bỉ nói Khương Vãn Vãn hóa ra đã câu được đại gia trả trách không cần giới thiệu người đàn ông nào khác. Chu Bắc Thâm bỗng trở nên tức giận, anh lớn tiếng nói cô đừng đặt điều cho bác sĩ Khương, cô ấy không phải là người như vậy, rồi rời đi bỏ lại cô ta đứng một mình như trời trồng tại đó. Những hôm sau Chu Bắc Thâm không ngừng suy nghĩ về Khương Vãn Vãn, trợ lý đột nhiên đi vào cắt đứt dòng suy nghĩ của anh và thông báo rằng mọi thủ tục sang tên căn nhà cho vợ cũ của Chu Bắc Thâm đã hoàn thành, chỉ còn thiếu chữ ký của cô. Nhưng dù đã tìm kiếm rất lâu vẫn không tìm thấy tung tích, Chu Bắc Thâm cau mày suy nghĩ rồi nói nhất định phải tìm ra một người nhà quê như vậy, không thể nào mà tự biến mất được. Trợ lý còn thông báo thêm tối nay có diễn ra một buổi từ thiện đấu giá, tiểu thư Trịnh muốn cùng anh đi. Chu Bắc Thâm nghe vậy liền mệt mỏi đồng ý. Buổi đấu giá từ thiện cũng bắt đầu, Chu Bắc Thâm dắt tay Trịnh Duyệt Duyệt tiến vào, hai người họ ngay lập tức chiếm được sự chú ý của mọi người. Họ bán ồn ào sôi nổi xem hai người có phải là người yêu không. Trịnh Duyệt Duyệt thấy vậy thì không giấu nổi vẻ thích thú. Ngay khi họ ngồi xuống, Khương Vãn Vãn cùng với Dư Tiêu bước vào, mọi người lại ngay lập tức đổi sự chú ý bởi Dư Kiêu là một tỷ phú mới nổi tay trắng lập nghiệp chỉ trong vài năm. Chu Bắc Thâm cũng không thể rời mắt mà nhìn Khương Vãn Vãn một cách âu yếm. Trịnh Duyệt Duyệt ngồi một bên tức giận, chỉ còn cách vờ ho bệnh để Chu Bắc Thâm quan tâm đến mình. Ánh mắt cô ta nhìn Vãn Vãn đầy sự tức giận và hận thù, thề rằng sẽ không để cô yên. Vật phẩm đầu tiên được mang ra đấu giá là bộ trang sức kim cương trị giá 3 triệu. Chu Bắc Thâm liền không suy nghĩ mà ra giá 5 triệu giành lấy. Tiếp theo đó là đôi hoa tai từ thời Lục giá 8 triệu. Thấy Khương Vãn Vãn tỏ ra thích thú với món đồ, Dư Kiêu không ngần ngại trả giá 10 triệu để tặng cô. Chu Bắc Thâm thấy vậy liền tăng lên 20 triệu. Hai người họ không ai chịu nhường ai, giá trị của món đồ ngày càng được tăng lên cao vút, phải cho đến khi Khương Vãn Vãn ngăn Dư Kiêu lại. Trịnh Duyệt Duyệt ngồi một bên cảm thấy rất vui vẻ, tưởng rằng Chu Bắc Thâm sẽ tặng đôi hoa tai đó cho mình, nhưng anh ta lại đứng dậy tiến thẳng tới chỗ Khương Vãn Vãn đưa nó ra trước mặt cô. Khương Vãn Vãn nói cô không cần món đồ này, hất tay anh rồi rời ra ngoài. Chu Bắc Thâm liền đuổi theo cô, Dư Kiêu cũng nhanh chóng chạy ra nhưng bị một vài đối tác ngăn lại bàn chuyện làm ăn. Khương Vãn Vãn chạy ra ngoài thì gặp Triệu công tử đang say xỉn, anh ta chưa chẽn định giở trò đối bại với cô, may mắn là Chiến tổng lao tới đấm cho anh ta một phát vào mặt. Tên họ Triệu kia dùng tay ôm mặt sau đó hét lên mày có biết tao là ai không, người của Triệu gia mà cũng dám động vào à. Chiến Diệp chẳng chút tỏ ra sợ sệt, mặc xác hắn là ai, nếu còn dám làm càn thì đừng có trách. Hắn ta tức quá hóa giận, định ra tay với Khương Vãn Vãn thì bị Chu Bắc Thâm ngăn cản đẩy lăn ra đất. Triệu Vĩnh Phương loạng choạng đứng lên, hóa ra là bạn gái của Chu tổng, để mối thâm tình Chu thị và Triệu thị lần này tôi tha cho mấy người rồi, sợ hãi bỏ chạy. Khương Vãn Vãn liền quay qua cảm ơn Chiến Diệp, anh cũng nhẹ nhàng nói không có gì, chính anh cũng ngứa mắt hắn lâu lắm rồi, phải cảm ơn cô vì đã cho anh cơ hội được đánh hắn. Chu Bắc Thâm tiến tới gần hai người mỉa mai, Chiến Diệp nói anh chính là đang dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân để tiếp cận Khương Vãn Vãn, anh và tên Triệu Vĩnh Phương kia cũng là cá mè một lứa mà thôi. Lúc này thì Dư Kiêu cũng xuất hiện hỏi han tình hình của Khương Vãn Vãn, sau đó dẫn cô vào lại trong phòng. Chu Bắc Thâm cũng đi theo sau họ. Chiến Diệp nhìn theo ba người mà suy nghĩ, hóa ra người Chu Bắc Thâm để ý không phải Trịnh Duyệt Duyệt mà là bác sĩ Khương đây. Trở lại với cuộc đấu giá, vật là một bức họa của nghệ sĩ nổi danh Tô Bắc tiên sinh.
Trịnh Duyệt Duyệt rất thắc mắc, không phải ông ấy đã phong bút từ lâu rồi sao? Ai là người đã mang bức tranh này tới? Người dẫn chương trình nói là một vị khách ẩn danh có mặt ở đây đã quyên góp, nếu không ngại thì hãy đứng lên cho mọi người chiêm ngưỡng. Sau một hồi suy nghĩ thì Khương Vãn Vãn cũng đứng dậy, cô khẳng định đây là bức tranh của Tô Bắc tiên sinh và mục đích cô mang đến đây là để quyên góp cho các trẻ em trong trại trẻ mồ côi. Trịnh Duyệt Duyệt tỏ ra hiểu biết nói bức tranh này tôi chưa nhìn thấy bao giờ, nếu có đúng là của Tô Bắc tiên sinh thì đây cũng là một bức tranh mới mà ông ấy đã khẳng định không bán đấu giá tranh mới nữa. Từ thiện là tốt nhưng dùng danh giả là đang sỉ nhục tất cả người đang có mặt ở đây, còn không mau xin lỗi đi. Khương Vãn Vãn bình tĩnh nói muốn biết thật giả thì hãy để chuyên gia giám định đi. Trong lúc chuyên gia đang giám định bức tranh thì một đồ đệ của Tô lão tiên sinh bước vào, gọi Khương Vãn Vãn là sư muội, khẳng định bức tranh là hàng thật do Tô Bắc tiên sinh vẽ tặng cho đồ đệ. Người cần xin lỗi chính là Trịnh Duyệt Duyệt chứ không phải Khương Vãn Vãn. Lúc này bên giám định cũng đã có kết quả, đúng là bút tích của ông ấy. Khương Vãn Vãn nhìn Trịnh Duyệt Duyệt cười rồi nói cô không cần lời xin lỗi nhưng mong là lần sau trước khi phát biểu điều gì đó Trịnh Duyệt Duyệt hãy tìm hiểu thật kỹ rồi ung dung rời đi. Chiến Diệp nhân cơ hội đó cũng tới chọc tức Trịnh Duyệt Duyệt nói cô muốn sỉ nhục người khác nhưng gậy ông lại đập lưng ông. Sau đó quay sang Chu Bắc Thâm, nếu anh và bác sĩ Khương chưa có mối quan hệ gì vậy thì tôi sẽ đường đường chính chính theo đuổi cô ấy, anh chờ mà xem. Chuyển cảnh, sau khi trở về nhà, không biết oan gia thế nào mà Chu Bắc Thâm và Khương Vãn Vãn lại bị kẹt tại lối thoát hiểm của chung cư. Anh ghì chặt cô vào tường lớn tiếng nhắc nhở cô phải tránh xa tên Chiến Diệp kia, hắn chẳng có gì tốt đẹp cả. Khương Vãn Vãn trách anh đã lo chuyện bao đồng, có thời gian hãy chăm sóc tốt cho Trịnh Duyệt Duyệt một chút. Vừa dứt lời thì chiếc đèn vụt tắt. Khương Vãn Vãn sợ hãi nhào vào lòng Chu Bắc Thâm, anh cũng theo quán tính mà ôm chầm lấy cô. Ngay khi định thần lại, Vãn Vãn đã ngay lập tức đẩy anh ra, nhưng dường như Chu Bắc Thâm đã gặp vấn đề. Anh tỏ ra khó thở, bước chân loạng choạng rồi dần ngã xuống. Là một bác sĩ, Khương Vãn Vãn nhận ra ngay là anh bị mắc chứng sợ bóng tối, không những không tìm cách giúp anh mà còn ngồi im trêu đùa. Chu Bắc Thâm dành hết sự tỉnh táo còn lại hỏi mình đã đắc tội cô cái gì mà Vãn Vãn đối xử với anh như vậy. Cô liền lôi chuyện Giang Điểm ra nói, anh đã sớm có ý định hợp tác với Trịnh thị từ lâu, tại sao lại còn làm ra vẻ là do Giang Điểm đắc tội anh. Quan hệ của anh và Trịnh tiểu thư đúng là không tầm thường. Chu Bắc Thâm liền lên tiếng phân trần, quan hệ của tôi và Trịnh Duyệt Duyệt không phải như cô nghĩ. Đúng lúc này đèn điện vụt sáng, trợ lý của Chu Bắc Thâm cũng hớt hải chạy lên mở cửa cho hai người. Hai người trở về phòng, trước khi mở cửa bước vào, Chu Bắc Thâm lên tiếng cảm ơn cô. Khương Vãn Vãn châm chọc không ngờ chủ tịch Chu cũng biết nói lời cảm ơn, đúng là mặt trời mọc ở hướng tây rồi. Tiện đây tôi cũng nhắc anh, triệu chứng của anh không chỉ đơn giản là sợ bóng tối, cảm giác như vấn đề tâm lý. Khương Vãn Vãn khuyên anh nên đến tìm bác sĩ tâm lý. Chu Bắc Thâm như bị đụng trúng tim đen liền phản bác, tôi có bị sao hay không cũng không cần đến Khương tiểu thư quan tâm, rồi liền bước vào phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, Chiến Diệp đã có mặt thật sớm tại bệnh viện của Khương Vãn Vãn, tay anh ta cầm một bó hoa. Lúc cô vừa đến đã tặng nó cho cô, bày tỏ muốn theo đuổi. Nhưng Khương Vãn Vãn liền lịch sự từ chối, nói rằng cô không có hứng thú với anh ta. Chiến Diệp thấy thế liền hỏi gặng lại cô nói không có hứng thú với tôi, vậy cô sẽ có hứng thú với loại đàn ông nào, Chu Bắc Thâm hay sao? Khương Vãn Vãn bình tĩnh quay sang nói với Chiến Tổng, cô không biết hai người anh và Chu Bắc Thâm có ân oán thế nào. Dù có ra sao thì cô cũng không liên quan đến cả hai nên đừng cố gắng lôi cô vào. Một nữ y tá gấp gáp chạy đến thông báo cho Khương Vãn Vãn rằng có một người nhà bệnh nhân đang làm loạn ở phòng cấp cứu, cần cô đến đó giải quyết ngay lập tức. Khương Vãn Vãn vội vàng chạy đi, Chiến Diệp cũng theo sau. Trên đường đi tới có một bà cô áo vàng đã túm tay Khương Vãn Vãn làm ầm lên lại bắt cô phải phẫu thuật cho con trai bà ta. Chiến Diệp ở một bên liền gỡ tay bà ta ra giúp cô nhanh chóng đi vào phòng phẫu thuật kiểm tra tình hình bệnh nhân. Trong lúc Khương Vãn Vãn đi vào, Chiến Diệp cũng gặp Chu Bắc Thâm đến đây để kiểm tra lại bệnh tình của Trịnh Duyệt Duyệt, liền lên tiếng chào hỏi. Sao vậy, mang theo bạn gái đến kiểm tra sức khỏe trước kết hôn à? Trịnh Duyệt Duyệt mặc dù rất thích nhưng lại tỏ thái độ nói Chiến Tổng nói gì vậy, tôi và anh Thâm không phải là mối quan hệ như thế. Chiến Diệp không thèm để ý đến cô ta, quay sang hỏi Chu Bắc Thâm vì cô gái này ly hôn có đáng không. Chu Bắc Thâm không nhịn được nữa, xông tới túm lấy cổ áo anh ta, tốt nhất anh nên cẩn thận cái miệng của mình, Duyệt Duyệt là em gái tôi, nếu anh còn ăn nói lung tung tôi không để yên cho anh đâu. Chiến Diệp chỉ cười khỉnh đồng ý sẽ không xen vào chuyện hai người nếu Chu Bắc Thâm bớt nói xấu anh ta trước mặt Khương Vãn Vãn và tránh xa cô càng xa càng tốt. Chu Bắc Thâm cau mày lại, Trịnh Duyệt Duyệt liền nhanh tay kéo anh ta đi nói bác sĩ đang chờ. Trong phòng phẫu thuật sau một hồi kiểm tra, thấy không có gì bất thường nên Khương Vãn Vãn đã thông báo với người nhà của bệnh nhân rằng vết thương của bệnh nhân không cần đến phẫu thuật, nếu phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng bà ta nhất quyết không chịu mà còn quát tháo đều tại bác sĩ lang băm như cô. Nếu cô không chịu làm phẫu thuật cho con trai tôi, nó mà xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì cô và bệnh viện này phải chịu trách nhiệm. Tôi là mẹ của nó, tôi nói phẫu thuật là phẫu thuật. Khương Vãn Vãn đành phải phẫu thuật, mặc dù vết thương này không cần đến phẫu thuật vẫn có thể cứu chữa được. Rất may ca cấp cứu đã thành công tốt đẹp. Khương Vãn Vãn nhắc nhở mẹ bệnh nhân mau ra nộp tiền viện phí thì bà ta chơ chẽn hét lên, còn bắt tôi đóng à, tôi không có tiền. Con trai tôi suýt thì mất mạng đều do cô hại cả, cô phải chịu trách nhiệm, sau đó làm bù lu bù loa lên thu hút sự bàn tán chỉ trỏ của mọi người trong viện.
còn định động tay động chân với Khương Vãn Vãn, may có Chu Bắc Thâm đến kịp ngăn cản lại. Lúc này Chiến Diệp cũng xuất hiện, khen bà đang diễn kịch rất tốt, sau đó đã vạch trần bà ta. Hóa ra bà ta chính là Đồng Phương Hương, 43 tuổi không nghề nghiệp, bệnh nhân vừa phẫu thuật, không phải là con trai ruột mà là con trai riêng của chồng bà ta. Quan hệ của hai người không hề tốt, không những thế bà còn nói mong cậu ta sớm chết Quách đi, vậy nên tai nạn xe này cũng là do bà tự biên tự diễn. Bà thấy tai nạn xe không thể giết chết cậu ấy nên muốn bác sĩ làm phẫu thuật mở hộp sọ, hy vọng cậu ấy chết trên bàn phẫu thuật. Như vậy bạn có thể khiến con trai riêng biến mất, hơn nữa còn có thể tống tiền bệnh viện. Nghe những lời cáo buộc của Chiến Diệp, bà ta liền ra sức chối cãi. Cho đến khi Khương Vãn Vãn nói rằng họ đã có hết chứng cứ do camera bệnh viện ghi lại thì bà ta mới sợ hãi rời đi. Khương Vãn Vãn liền quay ra cảm ơn Chiến Diệp, anh tỏ ra không có gì rồi nói muốn tiễn cô về nhà, hôm nay cô mệt rồi. Khương Vãn Vãn chỉ vội nói lời cảm ơn Chu Bắc Thâm rồi rời đi cùng Chiến Tổng, khiến anh hết sức bực bội. Hôm nay trợ lý của Chu Bắc Thâm lại có một thông tin mới về bác sĩ Khương cho anh. Tên thật của bác sĩ Khương là Khương Vãn, cô ấy lớn lên ở dưới quê. Nhưng cô ấy là một học thần siêu cấp, 22 tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ, sau đó cô ấy lại ra nước ngoài tu nghiệp 2 năm rồi quay trở về. Sau khi về nước cô ấy không hề trực tiếp chấp nhận lời mời làm việc từ các bệnh viện hay cơ quan lớn nào mà thoái ẩn kết hôn, nhưng sau 2 năm cô ấy lại ly hôn một cách bất ngờ. Nhưng điều kỳ lạ là mặc dù đã điều tra được việc cô ấy ly hôn và kết hôn, nhưng cô ấy kết hôn với ai thì không tìm được bất cứ thông tin nào. Chu Bắc Thâm nghe vậy liền cho rằng có lẽ người đã kết hôn với Khương Vãn Vãn cũng không hề đơn giản, nhưng bất kể anh ta bề thế cỡ nào anh cũng sẽ tìm ra trong một ngày nữa. Trịnh Tổng đang ngồi ung dung trong phòng thì trợ lý hớt hãi chạy vào thông báo có chuyện gấp. Trịnh Hải vẫn rất bình tĩnh nói có Chu Bắc Thâm che chở cho Trịnh gia thì có vấn đề gì không giải quyết được nữa sao. Nhưng sự việc đã đi quá tầm kiểm soát, trên khắp các trang tin tức có phóng viên tung tin tập đoàn Trịnh Thị bị nghi ngờ trốn thuế và gian lận tài chính, hơn nữa còn có rất nhiều chứng cứ. Trịnh Hải lúc này mới hoảng sợ sai người mau tìm cách dẹp hết các tin tức đó đi, chưa kịp bình tĩnh lại thì ông được thông báo rằng có người bên cơ quan cảnh sát đến điều tra. Bên này Chu Bắc Thâm quan tâm mang đồ ăn sáng đến cho Khương Vãn Vãn, lúc định rời đi thì cô đã mời anh vào nhà và ăn cùng mình. Trong lúc hai người ăn sáng, Khương Vãn Vãn không kìm được tò mò hỏi anh sao tự dưng lại muốn đến đây ăn sáng với cô, không sợ Trịnh Duyệt Duyệt ghen hay sao? Chu Bắc Thâm liền hỏi ngược lại, tại sao cô luôn quan tâm chuyện của anh và Trịnh Duyệt Duyệt thế? Bác sĩ Khương không giống người nhiều chuyện như thế. Anh đến đây cũng để muốn hỏi cô một chuyện, trước đây cô nói đã từng ly dị là nghiêm túc hay sao? Khương Vãn Vãn mỉm cười nói đúng, sự thật là như vậy, có gì anh muốn biết thì cứ hỏi luôn, đỡ phải cho người điều tra. Chu Bắc Thâm chột dạ lấp liếm, tôi chỉ không ngờ người ưu tư như bác sĩ Khương đây cũng có người không biết trân trọng. Khương Vãn Vãn vừa buồn bã đứng dậy nói đúng, tên cha nam đó 2 năm kết hôn mà chẳng nhìn tôi lấy một lần, anh nói xem anh ta có phải đồ khốn không? Chu Bắc Thâm tò mò hỏi anh ta là ai? Khương Vãn Vãn liền nói anh ta là ai không quan trọng, quan trọng là từ nay sẽ không dính dáng gì đến nhau nữa. Sau đó tiến gần đến anh chất vấn, tại sao anh lại quan tâm mấy chuyện này như vậy, có phải là thích cô rồi không? Chu Bắc Thâm liền ngại ngùng chối rằng chỉ là để trả ơn vì cô đã cứu Trịnh Duyệt Duyệt mà thôi. Đang trò chuyện thì trợ lý gọi đến thông báo về tình hình mà Trịnh gia đang gặp phải. Anh ngay lập tức chạy về văn phòng, Trịnh Duyệt Duyệt đang tức giận làm loạn ở đây, bắt trợ lý đi xử lý hết các tin tức trên mạng. Nhìn thấy Chu Bắc Thâm, cô ta liền khóc lóc xin anh hãy mau cứu Trịnh Hải, ông ta đã bị nhóm cảnh sát mang đi rồi. Anh ngay lập tức an ủi, rồi quay sang trợ lý hỏi rõ tình hình. Anh ta nói từ sáng đến giờ mình đã liên hệ với người đăng bài, nhưng dường như họ có thế lực chống lưng rất to lớn, không hề chịu thỏa hiệp mà ngày còn phát tán rộng hơn. Anh liền cho người điều tra rõ là ai đứng sau vụ này, sao lại vô duyên vô cớ nhắm vào Trịnh gia. Chuyển cảnh, Chiến Diệp cuối cùng cũng đã mời được Khương Vãn Vãn đi ăn tối cùng mình. Lúc đưa cô về anh ta còn cố ý nán lại để chờ Chu Bắc Thâm xuất hiện. Anh vừa xuống đã cảnh cáo Chiến Diệp, anh làm nhiều như thế cũng chỉ là để so kè thắng thua với tôi thôi sao? Tôi cho anh biết cô ấy là con người không phải chiến lợi phẩm. Chiến Diệp, tôi cho anh biết nếu anh dám làm hại cô ấy tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Nói rồi tức giận lao lên phòng của Khương Vãn Vãn, đè cô xuống giường trách móc rằng sao cô vẫn qua lại với tên họ Chiến kia, không thích họ Chu mà thích họ Chiến hay sao? Vãn Vãn tức giận liền khiêu khích anh, đúng đấy, tôi không thích họ Chu, đặc biệt là Chu Bắc Thâm anh. Chu Bắc Thâm không kiềm chế được nữa mà cưỡng hôn cô. Vãn Vãn tức giận tát anh một cái đau rồi đuổi anh ra khỏi nhà. Chu Bắc Thâm trở về phòng, trợ lý thông báo cho anh một tin tức mới. Tất cả các thông tin về chồng cũ của bác sĩ Khương đều đã bị Chu gia che giấu toàn bộ. Anh rất thắc mắc rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng sau một hồi suy nghĩ về các biểu hiện của Khương Vãn Vãn với mình cùng với việc cô đã từng nói chồng cũ của mình là người họ Chu, thì cũng phát hiện hóa ra người chồng cũ mà mình luôn tìm kiếm lại chính là mình. Chu Bắc Thâm không kìm nén được tức giận hỏi trợ lý, vậy tung tích vợ cũ tôi anh đã tìm ra chưa? Anh chàng trợ lý sợ hãi lắc đầu. Tôi nuôi anh để làm gì? Tôi cho anh nhiều thời gian như thế, ngay cả việc cô ấy đi đâu anh cũng không biết. Rõ ràng là cô ấy đứng trước mặt tôi anh cũng không nhận ra. Bác sĩ Khương và Khương Vãn, anh không nhận ra điều gì bất thường sao? Mau điều tra kỹ chuyện này cho tôi, nếu cũng không được thì anh cút đi. Cuộc nói chuyện của hai người đã bị Trịnh Duyệt Duyệt ở ngoài cửa nghe lén, cô ta rất sợ hãi nhưng cũng trấn tĩnh lại. Dù có là cùng một người thì cũng đã ly hôn rồi, không còn liên quan gì nữa.
nhưng cô ta vẫn phải tìm cách để ngăn hai người họ quay lại với nhau. Sau một đêm không ngủ suy nghĩ, ngay sáng hôm sau Chu Bắc Thâm đã tìm tới Khương Vãn Vãn để nói chuyện. Anh muốn hai người hãy bỏ chuyện cũ sang một bên như chưa có chuyện gì xảy ra và làm lại từ đầu. Vãn Vãn hiểu rằng anh đã nhận ra cô là vợ cũ nhưng ngàn lần cô sẽ không tha thứ cho anh. Cô cho rằng nếu đã ly hôn rồi thì nên ai đi đường nấy, hy vọng Chu Bắc Thâm hiểu rằng cô không muốn gặp anh lắm đâu. Anh nghe thấy thế thì cũng buồn lắm nhưng không còn cách nào khác đành rời đi. Chu Bắc Thâm vừa rời đi thì Trịnh Duyệt Duyệt đã vờ như tình cờ tiến tới. Thực chất là muốn tra hỏi vừa nãy hai người đã nói gì với nhau, nhưng Khương Vãn Vãn không muốn trò chuyện với cô ta liền đứng dậy bỏ đi. Trịnh Duyệt Duyệt tức giận gọi điện thoại cho một người bí ẩn, tiền không thành vấn đề, chỉ cần làm cho cô ta thân bại danh liệt. Giang Điểm hẹn Khương Vãn Vãn đi ăn để cảm ơn vì cô đã giúp Giang gia thoát khỏi cảnh phải phá sản. Khương Vãn Vãn báo với cô rằng Chu Bắc Thâm đã phát hiện mình chính là vợ cũ của anh ta. Giang Điểm tỏ ra rất hào hứng hỏi xem phản ứng của anh ta như thế nào, có phải rất hối hận không. Thế còn về phía Khương Vãn Vãn, có phải cô cũng không có ý gì với anh ta hay không? Nghĩ lại thì Chu Bắc Thâm cũng không quá tệ, thử nghĩ lại xem sao. Khương Vãn Vãn vẫn là một mực từ chối, cả hai trò chuyện vui vẻ không biết nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Nhân lúc cả hai cô gái đi vệ sinh, có một tên đã lén lút bỏ thuốc mê vào nước của Khương Vãn Vãn. Khi quay lại cô vẫn không biết gì mà uống như thường, trên đường trở về thuốc bắt đầu ngấm. Lúc này cũng có một chiếc xe đỗ trước mặt hai cô gái. Một đoàn người đi xuống kéo Khương Vãn Vãn lên xe, Giang Điểm muốn cứu bạn nhưng thân cô không còn cách nào khác liền gọi ngay cho Chu Bắc Thâm. Nhận được tin, anh sốt sáng sai người đi truy tìm các camera có lưu lại dấu vết, dù có lật tung cả thành phố cũng phải tìm thấy cô. Cuối cùng cũng tìm thấy tung tích của cô, trợ lý cũng thông báo Chiến Diệp đang trên đường tới đó. Nghe vậy Chu Bắc Thâm nhanh chóng lái xe tới đó ngay lập tức. Bên này Khương Vãn Vãn nhanh tay vớ được con dao và tự cứa đứt được dây trói, nhưng cô vẫn ngồi yên vờ như vẫn bị trói chặt. Thấy cô đáng thương nên hai tên côn đồ tháo bịt mắt cho cô ra. Cùng lúc đó Chu Bắc Thâm và Chiến Diệp đạp cửa xông vào, những tên bắt cóc sợ hãi lấy Khương Vãn Vãn ra làm con tin. Nhưng chúng không biết trói đã sớm bị Vãn Vãn cắt đứt, cô xoay người đánh hai người họ ngã lăn ra đất. Chu Bắc Thâm và Chiến Diệp chỉ biết bất ngờ đứng nhìn. Khương Vãn Vãn cúi xuống nhặt dao kề vào cổ một tên, nói hắn lập tức gọi cho kẻ chủ mưu. Một giọng nói quen thuộc vang lên, alo thế nào rồi, có quay lại không? Khương Vãn Vãn cười khỉnh đáp lại, Trịnh tiểu thư, e rằng phải khiến cô thất vọng rồi vì chẳng có video nào cả. Trịnh Duyệt Duyệt sợ hãi liền cúp máy ngay lập tức. Vãn Vãn quay sang nhìn Chu Bắc Thâm nói với anh hãy nhắc nhở Trịnh Duyệt Duyệt món nợ này cô sẽ tính toán đủ cả với cô ta, sau đó nhờ Chiến Diệp đưa mình về. Đương nhiên, Chiến Tổng chỉ chờ có thế quay sang trọ tức Chu Bắc Thâm rồi cùng Vãn Vãn trở về. Trịnh Duyệt Duyệt từ khi nhận được điện thoại thì vô cùng lo lắng, không ngoài dự đoán Chu Bắc Thâm ngay lập tức tới tìm cô tra hỏi. Ban đầu cô ta còn tỏ ra ngây thơ chối cãi, nhưng khi biết anh cũng nghe thấy tiếng mình trong điện thoại thì không còn cách nào khác đành phải thừa nhận, được rồi là em làm đấy. Em có ý gì với anh, lẽ nào anh không biết? Em không cam tâm các người mới quen biết bao lâu, dù các người đã từng làm vợ chồng nhưng giờ các người đã ly hôn rồi. Chu Bắc Thâm tức giận với cô nói anh chỉ coi cô như em gái, chỉ vì chuyện này mà hại người vô tội, hơn nữa tại sao Trịnh Duyệt Duyệt lại biết bác sĩ Khương là vợ cũ của anh? Nhưng Trịnh Duyệt Duyệt không trả lời mà chỉ im lặng, vì vẫn còn một chút tình nghĩa với cô ta nên anh đã quyết định cho cô sang nước ngoài, anh chưa cho phép thì đừng quay về. Trịnh Duyệt Duyệt tức giận không đồng tình nhưng cũng không còn cách nào khác. Chu Bắc Thâm vừa tiễn được em gái mưa Trịnh Duyệt Duyệt đi thì Thanh Mai Trúc Mã Triệu Viên Viên đã lại trở về từ nước ngoài tìm anh. Biết chuyện Triệu Viễn Phương đã đắc tội anh tại buổi đấu giá, cô ta liền muốn sắp xếp một buổi gặp gỡ để em trai mình có thể nhận lỗi. Chu Bắc Thâm liền lên tiếng rằng người mà Triệu Viễn Phương cần phải xin lỗi là Khương Vãn Vãn chứ không phải anh. Ngoài mặt thì Triệu Viên Viên vui vẻ nói tất nhiên là sẽ nhắc nhở em trai mình sẽ xin lỗi bác sĩ Khương đàng hoàng. Nhưng trong lòng lại lóe lên suy nghĩ thù hận, chỉ là một bác sĩ quèn mà cũng dám tranh sự quan tâm của Chu Bắc Thâm, cứ chờ đấy xem tôi xử lý cô ra sao. Rất nhanh cuộc gặp gỡ giữa bốn người nhanh chóng được diễn ra, thấy mặt của Triệu Viễn Phương không hề có một chút thành ý. Chu Bắc Thâm tức giận lấy cốc nước hất thẳng vào mặt anh ta, sau đó dí xuống bàn bắt anh ta lên tiếng xin lỗi. Khương Vãn Vãn cũng không chấp trẻ con mà đồng ý tha thứ cho anh ta, Chu Bắc Thâm cũng buông anh ta ra. Triệu Viên Viên nhắc nhở em trai mau đi chỉnh trang lại, sau đó quay sang nói với Vãn Vãn bác sĩ Khương đúng là tốt số. Không phải ai cũng được Chu Tổng tự thân ra mặt, đó không phải đãi ngộ mà ai cũng có đâu. Khương Vãn Vãn không nghe nổi nữa liền tìm cớ đi vào nhà vệ sinh. Đi ngang qua phòng nam, cô nghe thấy tiếng Triệu Viễn Phương đang rủa thầm Chu Bắc Thâm, cái tên họ Chu chết tiệt kia, đợi đến lúc anh phá sản thì anh sẽ biết tay tôi. Không hiểu sao lửa giận trong cô lại bùng cháy lên, cô đội nón che kín mặt lại, lấy một chiếc ni lông sau đó xông vào phòng, chụp lên đầu anh ta sau đó dùng gậy phang một nhát làm anh ta đau điếng. Làm xong mọi chuyện thì ngay lập tức rời khỏi đó mà không để lại dấu vết gì. Lúc Triệu Viễn Phương vác khuôn mặt bầm tím ra ngoài, Khương Vãn Vãn cũng vừa như vừa từ nhà vệ sinh ra hỏi thăm Triệu công tử mặt mũi sao vậy. Anh ta thấy thế thì tức điên lên, còn không ngừng khẳng định cô chính là người đã đánh lén mình nhưng lại chẳng có bất cứ chứng cứ nào. Triệu Viên Viên liền ngăn cản Triệu Viễn Phương đang điên cuồng lại, thay anh ta nói lời xin lỗi Khương Vãn Vãn, không những thế còn ngỏ lời rất mong muốn được làm bạn với cô.
Khương Vãn Vãn cũng cười cười đáp, làm bạn với Triệu tiểu thư quả là phúc phần cho tôi rồi. Chuyển cảnh, Chiến Diệp có hẹn với Khương Vãn Vãn đi ăn tối nên đã cố ý đợi dưới sảnh để chọc tức Chu Bắc Thâm. Hôm nay anh không nhịn được nữa rồi liền lên tiếng, anh dừng ngay hành động này lại đi, Vãn Vãn không thích anh đâu. Hành vi này của anh cũng không thể chọc tức tôi, có cảm thấy bản thân giống một tên hề không? Chiến Diệp cũng trả lời đầy thách thức, có thể bây giờ Khương Vãn Vãn chưa có tình cảm với anh, nhưng biết đâu sau này cô ấy sẽ rung động với anh. Còn người đã ly hôn rồi mà mặt dày đeo bám mới đang là trò cười cho người khác. Chu Bắc Thâm còn cho rằng cô ấy càng tức giận, xa lánh anh như vậy là bởi vì cô còn để ý tới anh. Khương Vãn Vãn đi tới từ sau liền dùng lời nói của mình để đập tan ảo tưởng của anh. Chu Bắc Thâm, anh đúng là người vừa tự đại vừa tự luyến, không phải anh nghĩ con gái trên đời này đều thích anh đấy chứ? Không phải vì anh có vài đồng tiền thối anh nghĩ rằng họ có thể nhìn chúng anh sao? Hãy về soi kỹ lại mình đi, làm phiền Chu tổng tránh xa tôi một chút. Nghe vậy Chu Bắc Thâm liền tỏ thái độ rất tức giận rồi rời đi. Chiến Diệp nhân cơ hội đó liền muốn bày tỏ với Khương Vãn Vãn nhưng đã bị cô lắc đầu từ chối và chỉ coi anh là bạn. Hôm sau là tiệc mừng thọ của Chu lão gia, Chu Bắc Thâm đi cùng Triệu Viên Viên tới bữa tiệc. Khương Vãn Vãn mặc dù là cháu dâu cũ nhưng được ông nội hết sức thương yêu nên đương nhiên cũng có mặt, nhưng đi cùng cô còn có Chiến Diệp làm cho Chu Bắc Thâm không khỏi ghen tức. Trong bữa tiệc Chu lão gia luôn tìm cơ hội để hàn gắn hai người nhưng Khương Vãn Vãn luôn tìm cách từ chối một cách khéo léo. Cô nói mình và Chu Bắc Thâm giờ đã chỉ còn là quá khứ không thể nào cứu vãn nhưng cô sẽ vẫn luôn là một đứa cháu ngoan của ông. Đối lập với Chu lão gia, Triệu Viên Viên luôn tìm mọi cách để có thể gần gũi Chu Bắc Thâm để làm xa cách hai người nhưng lần nào cũng bị anh từ chối. Cô ta tức giận liền muốn tìm tới Khương Vãn Vãn để cảnh cáo, nói cô ta và Chu Bắc Thâm đã thân thiết từ nhỏ. Không phải vì hai năm trước bị ông nội ép thì vợ của anh bây giờ đã là cô ta rồi. Nếu không phải vì Chu Bắc Thâm thì Triệu gia từ lâu đã không để yên cho bác sĩ quèn như cô rồi. Nói xong còn muốn động tay động chân với cô nhưng đã bị Khương Vãn Vãn đỡ được, còn tiện tay đánh lại cô ta một cái. Hai người còn đang định tiếp tục tranh cãi thì một người đàn ông đột nhiên lên cơn rồi ngã quỵ xuống đất. Khương Vãn Vãn nhanh chóng lao tới sơ cứu cho ông ta. Qua một hồi xem xét cô nhận định ông ấy bị xuất huyết não, cần kịp thời đưa đến bệnh viện gấp. May mắn Chu Bắc Thâm cũng ở đó nên mấy người cùng dìu ông ra xe đưa đến bệnh viện. Đến nơi cô cũng là người trực tiếp phẫu thuật cho ông ta, may nhờ cấp cứu kịp thời nên đã thành công giữ lại được tính mạng. Chu Bắc Thâm thấy thế liền mời cô đi ăn, Vãn Vãn liền tìm cớ có việc bận từ chối anh. Đúng lúc này anh em kết nghĩa của cô Dư Kiêu cũng tới, hóa ra người đàn ông lúc nãy chính là Lê lão gia, cổ đông lớn nhất của công ty Dư Kiêu. Anh tới đây một phần là để hỏi thăm ông ấy, một phần là thăm Vãn Vãn vì từ khi cô quay trở lại làm ở viện hai người họ còn chưa từng gặp nhau. Dư Kiêu vui vẻ kéo tay Khương Vãn Vãn đi ăn, không may Chu Bắc Thâm cũng tới đây và nhìn thấy hai người đang vui vẻ trò chuyện. Nhân lúc Khương Vãn Vãn vào nhà vệ sinh anh đã lén đi theo cô, bộc lộ cơn ghen một cách mù quáng. Khương Vãn tức giận nói anh là đồ điên rồi lập tức rời đi. Nhưng tối hôm đó cô nhớ lại cảnh Chu Bắc Thâm hôn mình trong nhà vệ sinh, tay vô thức mà chạm nhẹ vào đôi môi, rồi chợt tự mình tỉnh táo lại. Trách mình đã suy nghĩ linh tinh, đúng lúc này Chu Bắc Thâm cũng gửi tin nhắn tới xin lỗi về việc ban sáng làm cô cảm thấy tâm trí mình đột nhiên rối bời. Để tránh mình rung động cô đã ngay lập tức quyết định rời khỏi cái chung cư của hai người này. Lúc mang hành lý ra khỏi cửa thì đã bị Chu Bắc Thâm đứng chờ ở ngoài ngăn cản lại. Anh nói anh sẽ là người rời đi, anh sẽ trở về biệt thự Chu gia, căn nhà mà cô đã sống ở đó suốt 2 năm kết hôn và anh sẽ luôn chờ cô trở về. Trở lại với công việc, trong lúc đang ở công ty thì trợ lý Hớt Hải chạy vào thông báo rằng Khương Vãn Vãn đã mất tích một ngày nay, cũng không thấy đến bệnh viện làm việc. Chu Bắc Thâm rất lo lắng liền gọi ngay tới cho Triệu Viên Viên hỏi cô ta đã làm gì Vãn Vãn. Nhưng cô ta vẫn một mực từ chối, lúc này cuối cùng cũng đã bắt được tín hiệu định vị, Chu Bắc Thâm không chần chừ liền nhanh chóng lao tới đó. Tới nơi thấy Khương Vãn Vãn toàn thân dính đầy máu khiến anh vô cùng lo lắng liền ôm cô vào lòng hỏi han. Nhưng những máu đó không phải của cô mà chính là của Triệu Viễn Phương, cậu ta đã chết do bị nhiều vết dao đâm. Cảnh sát nhanh chóng tới và bắt Khương Vãn Vãn về điều tra. Khương Vãn Vãn lên tiếng giải thích rằng mình bị ngất rồi đưa vào trong nhưng camera ở đó đã bị hỏng không thể chứng minh lời cô nói. Bất lợi hơn là trong hung khí cảnh sát tìm được chứa rất nhiều dấu vân tay của cô, khắp người cũng dính rất nhiều máu của nạn nhân. Hơn nữa trong điện thoại của nạn nhân còn có tin nhắn Khương Vãn Vãn hẹn anh ta đến đây cho nên xét đến hiện tại thì cô là người tình nghi số 1 của vụ án. Triệu Viên Viên và Triệu lão gia cũng được mời tới đây để thẩm vấn. Triệu Viên Viên tỏ vẻ trách móc Vãn Vãn sao có thể tàn nhẫn ra tay sát hại em trai mình. Khương Vãn Vãn chỉ lạnh lùng đáp, cũng chưa có phán quyết cuối cùng mà cô đã nhận định kẻ giết người như vậy, nhưng ngẫm lại cái chết của Triệu Viễn Phương rất có lợi cho cô nhỉ. Cha cô vốn trọng nam khinh nữ, thà giao hết của cải cho đứa con trai chỉ biết phá hoại kia còn hơn là giao cho cô. Bây giờ hắn ta chết rồi, tất nhiên là quyền thừa kế sẽ nằm trong tay cô nhỉ. Triệu Viên Viên như bị nói trúng tim đen liền lắp bắp giải thích. Triệu lão gia thấy vậy liền cảnh cáo, tốt nhất cái chết của Triệu Viễn Phương đừng liên quan gì tới con, nếu không một cắc của Triệu gia con cũng không được sờ vào đâu, rồi tức giận rời đi. Sau một thời gian điều tra, nhờ sự trợ giúp của Chu Bắc Thâm, Khương Vãn Vãn cũng được minh oan và thả tự do. Anh quan tâm tới đón cô trở về nhà. Trên đường không may gặp một tên định tạt axit vào người cô, may mắn Chu Bắc Thâm đã dùng tay đỡ kịp,
nhưng bàn tay anh lại bị bỏng rất nặng. Khương Vãn Vãn lo lắng băng lại vết thương cho anh. Chu Bắc Thâm nhân cơ hội lại muốn nối lại tình xưa nhưng bị cô từ chối một cách thẳng thừng. Hai người họ sau đó cùng đi tới chỗ của Dư Kiêu. Khương Vãn Vãn đã nhờ anh khôi phục lại camera trong khách sạn hôm đó. Ngay khi nhận được, Khương Vãn Vãn đã chuyển thẳng video cho luật sư để giải quyết dứt điểm mọi việc. Tại Triệu Gai, Dư Kiêu và Chiến Diệp cũng đã bắt đầu trả thù cho Khương Vãn Vãn. Hai người liên tục dùng uy thế của mình ép Triệu Gia đến bên bờ vực phá sản. Triệu Viên Viên tâm cơ nghĩ chỉ có Chu Bắc Thâm mới có thể cứu cô và Triệu Gia thoát khỏi tình cảnh này. Tối hôm đó cô ta hẹn anh đi uống rượu và nói rằng sau này sẽ không liên quan gì đến anh và Khương Vãn Vãn nữa. Chu Bắc Thâm không nghi ngờ gì mà uống hết ly, không ngờ ở trong đó có thuốc ngủ. Triệu Viên Viên nhanh chóng lôi anh về phòng, không quên nhắn tin cho Khương Vãn Vãn đến chứng kiến. Nhưng may mắn Chu Bắc Thâm đã tỉnh lại đúng lúc, dùng hết sức để phản kháng cô ta, rồi nhanh chóng đến giải thích mọi chuyện cho Khương Vãn Vãn. Anh thề tối qua anh không làm gì cả, là cô ta bỏ thuốc anh, cô ta chỉ muốn mượn chuyện này để chọc tức em, muốn lợi dụng dư luận để ép anh cưới cô ta. Khương Vãn Vãn tỏ vẻ như không quan tâm, hơn nữa còn mở lời chúc phúc hai người sớm sinh quý tử. Chu Bắc Thâm triệt để thất vọng, nói mình sẽ chiều theo ý cô mà kết hôn với Triệu Viên Viên, sẽ không để cô phải thất vọng đâu. Hôm nay Chu Bắc Thâm dẫn Triệu Viên Viên về ra mắt ông nội, trùng hợp là Khương Vãn Vãn cũng tới đây để tạm biệt ông. Bệnh viện cử cô đi công tác nước ngoài một vài tháng nên sẽ không thể đến thăm ông thường xuyên được nữa. Chu Bắc Thâm nghe vậy liền rất tức giận, tra hỏi cô tại sao anh là một cổ đông lớn tại bệnh viện lại không biết điều này. Khương Vãn Vãn đáp trả đây là quyết định nội bộ bệnh viện, mong anh đừng để ý làm gì. Chu Bắc Thâm đuổi theo ra tận ngoài cửa tra hỏi cô rốt cuộc là cô đi vì đang chạy trốn điều gì, nếu không muốn anh đính hôn thì cô chỉ cần nói một câu anh sẽ từ bỏ tất cả. Sau đó định ôm hôn lấy cô, Khương Vãn Vãn cũng không hề có ý định phản kháng. Đúng lúc này Triệu Viên Viên chạy ra, cô ta hét toáng lên trách móc Khương Vãn là người đang dụ dỗ vị hôn phu của người khác. Còn định ra tay đánh cô nhưng bị Chu Bắc Thâm ngăn cản lại, cô ta còn muốn làm nũng với anh, Khương Vãn Vãn thấy không nhìn được nữa liền rời đi. Chu Bắc Thâm cũng lật bài ngửa với cô, anh nói rằng làm như thế chỉ là muốn Khương Vãn Vãn ghen thôi nên xin cô đừng hiểu lầm. Triệu Viên Viên tức giận nhìn theo bóng lưng của anh rời đi, thề sẽ khiến anh phải hối hận. Sau đó liền trở về nhà nói với Triệu lão gia rằng mình sẽ quyết định gả cho Lý gia, ít nhất tên khờ ở Lý gia không khó giải quyết như Chu Bắc Thâm. Dư Kiêu đến sân bay tiễn Khương Vãn Vãn đi công tác, anh rất quyến luyến hỏi cô không còn cách nào khác mà phải đi như vậy à, cô đã đi 2 năm rồi. Có phải bây giờ đi là do chuyện của Chu Bắc Thâm không? Nếu vì thế thì không cần đi nữa vì Triệu gia đã thông báo liên hôn với Lý gia rồi. Chu Bắc Thâm và Triệu Viên Viên không còn mối quan hệ gì nữa. Mặc dù anh không thích cô đến với Chu Bắc Thâm nhưng chỉ cần thấy cô hạnh phúc là anh vui rồi. Nhưng Khương Vãn Vãn vẫn không thay đổi quyết định mà rời đi. Không may trên đường di chuyển khu vực cô đang ở bị động đất. Dư Kiêu vội vàng chạy đến cứu, vì đỡ cho cô mà đã bị một mảng tường đè lên người. Trước lúc bất tỉnh trong hồi ức toàn hiện lên những ký ức đẹp giữa hai người và anh đã kịp nói hết lòng mình cho cô nghe rồi gục đi. Chu Bắc Thâm đang ở công ty nghe tin xấu của cô cũng vội vàng chạy đến, nhưng cả vùng đó chỉ còn lại đống đổ nát. Sau một hồi tìm kiếm cật lực, Chu Bắc Thâm cũng đã tìm thấy và cứu được Vãn Vãn, nhưng không may Dư Kiêu đã không qua khỏi. Vãn Vãn đau khổ tự trách chính mình đã hại chết Dư Kiêu. Chu Bắc Thâm ở một bên hết lòng an ủi cô, nói Dư Kiêu ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy cô đau khổ như vậy. Vừa mới bình ổn tâm trạng được một chút thì Triệu Viên Viên liền tới nói muốn giảng hòa với hai người, đồng thời cũng muốn giới thiệu vị hôn phu của cô ta. Dù biết đây là một âm mưu của cô ta nhưng Khương Vãn Vãn vẫn muốn tham gia xem cô ta có kịch gì hay cho mọi người xem. Không ngoài dự đoán, cô ta tâm cơ đã đánh liên tiếp vào mặt mình, giả vờ như bị Khương Vãn Vãn bắt nạt để Lý gia giúp cô ta đối phó với Vãn Vãn. Nhưng chiêu này lại phản tác dụng, Khương Vãn Vãn đã vạch mặt cô ta là người giết hại em trai mình, tâm cơ muốn Lý gia chống lưng để đối phó với cô. Lý Thiếu nghe thấy thế liền cảm thấy thật ghê tởm con người cô ta, mặc cho Triệu Viên Viên khóc lóc van xin cũng không hề quan tâm. Cuối cùng thì Khương Vãn Vãn cũng đã cho Chu Bắc Thâm một cơ hội để theo đuổi mình. Trong buổi đi chơi đầu tiên, Chiến Diệp bất ngờ xuất hiện thông báo rằng Lý Thiếu đã hủy hôn với Triệu gia. Bằng chứng giết Triệu Viễn Phương cũng đã có đủ nhưng Triệu Viên Viên thì đã chạy trốn, anh sợ cô ta đến tìm Khương Vãn Vãn báo thù nên mới đến đây nhắc nhở. Vừa mới dứt lời thì có một chiếc xe lao nhanh tới chỗ Khương Vãn Vãn, Chu Bắc Thâm nhanh chóng đẩy cô ra và lãnh trọn cú đâm. Mặc dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng anh vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng trời không phụ lòng người, sau bao ngày Khương Vãn Vãn buồn rầu kêu khóc bên giường bệnh thì Chu Bắc Thâm đã tỉnh lại. Việc đầu tiên anh làm đó là cầu hôn cô, Khương Vãn Vãn cũng rất vui mừng mà đồng ý, cả hai người ôm nhau hạnh phúc. Bộ phim đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã xem, nhớ like và theo dõi mình để theo dõi được những bộ phim khác một cách sớm nhất nha.